Bây giờ em sẽ mở rèm bằng điện thoại cho anh chị xem, em sẽ bấm nút mở rèm này. Thì rèm sẽ tự động mở. Em bấm dừng rèm. Rèm sẽ tự động dừng lại và mở tiếp. Dừng lại. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Yốt bên em sẽ hướng dẫn anh chị cách thay thế rèm cơ truyền thống thành một chiếc rèm tự động thông minh. Anh chị có thể điều khiển qua điều khiển bằng tay này, hoặc là anh chị cũng có thể điều khiển qua điện thoại. Thậm chí là anh chị có thể điều khiển bằng giọng nói. Khi lắp đặt rèm cơ truyền thống thành cái rèm tự động thì anh chị hãy lưu ý cho em 3 điều. Cái điều thứ nhất là cái kích thước rèm nhà mình nó dài bao nhiêu. Cái điều lưu ý thứ hai là cái loại rèm nhà mình là cái loại ray tròn hay là ray vuông anh chị nhé. Và cái điều thứ ba đó là nguồn điện nhà mình đã có hay chưa. Lắp đặt rèm tự động thì anh chị nhất thiết là phải có nguồn điện. Ở trong cái video ngày hôm nay thì đây em đã có cái nguồn điện sẵn chờ đây rồi. Nhà anh chị nào mà chưa có nguồn điện chờ thì anh chị cũng có thể là lắp thêm nguồn điện chờ bằng cái keno cho nó thẩm mỹ. Anh chị cũng có thể đặt bên trái hoặc là đặt bên phải tùy theo cái địa hình nhà anh chị. Bên nào thuận thì anh chị đặt bên đó. Đối với những anh chị làm ở xa mua hàng gửi online thì bên em sẽ gửi cho anh chị đầy đủ phụ kiện tay rèm này, động cơ rèm, điều khiển và tất cả những cái phụ kiện trang trí nó bị hai đầu và cái giá đỡ như thế này. Vít thì chúng em cũng gửi kèm theo cho anh chị có thể là lắp đặt luôn, không cần phải mua thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào cả. Anh chị có thể là thay thế cả những cái vải rèm như thế này, hoặc là anh chị chỉ cần thay thế một cái trục xương rèm thôi. Đấy, ở trong video hôm nay thì em sẽ chỉ thay thế cái trục xương rèm thôi để tiết kiệm chi phí cho cái da trục nhất anh chị nhé. Nếu mà anh chị nào muốn lắp rèm mà có hai lớp nhá, rèm lớp thứ nhất là lớp lấy ánh sáng, lớp thứ hai lớp che luôn ánh sáng ấy, thì anh chị nên chọn cái ray rèm là ray vuông anh chị nhé, để có thể là đi được hai lớp cho anh chị ạ. Bây giờ em sẽ đi vào cụ thể chi tiết lắp đặt cái ray rèm tự động này thay thế cái ray rèm truyền thống này cho anh chị xem ạ. Sau khi bắt những cái giá đỡ này lên rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành là đặt cái ray tự động nó lên và sau đó kiểm tra xem là nó đã thẳng hay chưa, nó đã thăng bằng chưa nhé. Sau khi chúng ta vá ray lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần cuối, đó là chúng ta sẽ kiểm tra bằng cái ống thăng bằng như thế này. Sau khi kiểm tra bằng ống thăng bằng thì mình thấy nó tương đối là thăng bằng rồi. Bây giờ mình sẽ tiến đến cái công đoạn cuối cùng, đó là công đoạn lắp động cơ và lắp rèm lên nhé. Bây giờ chúng ta lắp rèm lên thì ngược với lại cái quy trình tháo rèm này các bạn. Bây giờ chúng ta lắp lên. Như vậy mình đã lắp đặt xong một chiếc rèm thông minh tự động. Bây giờ các bạn có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa này, điều khiển bằng điện thoại hoặc là thậm chí điều khiển bằng tay. Ví dụ như bây giờ mình sẽ mở rèm bằng tay cho anh chị xem nhé. Mình mở rèm bằng tay, mình kéo ra thì nó sẽ tự động mở những phần còn lại. Đấy, nó tự động mở ra này. Sau đó mình đóng bằng tay, mình kéo ra thì nó cũng tự động đóng vào cho anh chị. Ngoài khả năng đóng mở như một chiếc rèm truyền thống thông thường thì nó còn điều khiển được bằng điều khiển từ xa, mở rèm này đúng không ạ? Chúng ta có thể dừng rèm và chúng ta có thể đóng lại. Điều khiển bằng một chiếc điều khiển từ xa vẫn chưa dừng lại ở đó, nó còn có thể điều khiển bằng điện thoại. Bây giờ em sẽ mở rèm bằng điện thoại cho anh chị xem. Em sẽ bấm nút mở rèm này thì rèm sẽ tự động mở. Em bấm dừng rèm thì em sẽ tự động dừng lại và mở tiếp, dừng lại và đóng rèm lại nhé. Ở trên này thì nó sẽ hiển thị phần trăm rèm nó đã mở là bao nhiêu. Ví dụ anh chị mở 50% thì nó sẽ hiển thị là 50% rèm, đóng hết thì nó sẽ hiển thị là đóng 100%. Ở đây chúng ta hiển thị là đóng 100% rèm. Ngoài điều khiển bằng tay này, điều khiển bằng điều khiển từ xa này, điều khiển bằng điện thoại thì anh chị cũng có thể điều khiển bằng điều khiển giọng nói thì nhé. Bây giờ sẽ test thử điều khiển giọng nói cho anh chị xem ạ. Ok Google, mở rèm. Tất nhiên là được đang mở rèm. Anh chị thấy chưa? Anh chị có thể ra lệnh bằng giọng nói rất là nhạy đúng không ạ? Bây giờ em sẽ ra cái hiệu lệnh đóng rèm nhé. Ok Google,
đóng rèm. Chắc chắn rồi, đang đóng rèm. Đấy, nó sẽ phản hồi trực tiếp cho mình là nó đang đóng hoặc đang mở. Nó sẽ thông báo lên điện thoại và phát ra âm thanh bằng cái điện thoại này, chính điện thoại của chúng ta anh chị nhé. Anh chị nào đang có nhu cầu lắp đặt thiết bị nhà thông minh, lắp đặt rèm tự động thì anh chị hãy liên hệ ngay tới hotline 0858218333 hoặc truy cập trực tiếp website diod.vn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.